Chúng ta gọi thế giới Tây Phương cực lạc là tịnh độ Chủ yếu chính là nói cõi phàm Thánh Đồng cư. Thành tịnh bậc nhất Cũng chính là nói Phật A-di-đà yêu cầu Là con người tâm địa thanh tịnh sanh ra tịnh độ Tâm tịnh thì cõi Phật tịnh Phàm sanh đến thế giới Tây phương, phương cực lạc, đều có nhân duyên với Phật A Di Đà, đến được thế giới cực lạc thì tâm địa sẽ thanh tịnh. Chúng ta hiểu được đạo lý này, biết được chân tướng sự thật này. Nên phải đặc biệt chú ý đến tâm thanh tịnh Tâm thanh tịnh Chính là buông bỏ vạn duyên Buông bỏ phân biệt chấp trước Nó quan trọng hơn bất cứ điều gì Khi ta giảng sanh Cũng là tâm thanh tịnh niệm phật người niệm phật rất nhiều nhưng người giảng sanh không nhiều vì sao vì hàng ngày niệm phật nhưng tâm không thanh tịnh nên không thể giảng sanh niệm phật đến tâm thanh tịnh thanh tịnh là thật sự buông bỏ tính nguyện hạnh là ba điều kiện tu học của tịnh Độ Tông Thật tin Thật phát nguyện và thật sự hành Chân tính thiết nguyện là nhìn từ góc độ nào Xem họ có thật sự thực hành hay không Thật sự thực hành thì có còn không thực sự thực hành thì họ không có tính và nguyện đều thực hành trên hạnh không có hạnh thì tính nguyện không phải thật mà là giả nên thật sự tin vào tịnh độ không phải dễ phiền nhất là tự cho mình thông minh lưỡng lự lừng chừng ta nói không tin họ lại tin ta nói tin họ lại không thật sự tin chẳng thể nói họ không có nguyện họ rất muốn đến thế giới cực lạc nhưng không chịu niệm phật vọng niệm quá nhiều suốt ngày để ý đến những giọng niệm này mà lãng quên niệm phật quan hệ của những người này với tịnh độ đời đời kiếp kiếp chỉ trồng được một chút thiện căn trong a lại gia mà thôi Đến kiếp nào đó Thiện căn sâu dày Sinh ra sức mạnh Liền khởi tác dụng Nếu thiện căn không thắng được phiền não Thì nó sẽ không khởi tác dụng Phiền não khởi tác dụng Thiện căn không khởi tác dụng Thì chẳng thể thành tựu Tất cả ân oán trên thế gian này Phải buông bỏ hết Người có ơn Cũng như người có oán cừu với chúng ta Đều phải đối xử bình đẳng Hàng ngày đem công đức tu học hồi hướng cho họ Cầu Tam Bảo Gia Hộ giúp họ sớm ngày được giác ngộ sớm ngày được hồi đầu chúng ta có tâm nguyện này thì sẽ viên mãn không nên nôn nóng không nên thấy sao lại vẫn chưa hồi đầu đem ý niệm này để trong tâm chúng ta là không tốt như vậy công phu tu tập của chúng ta sẽ bị phá hoại chúng ta mỗi ngày cầu nguyện mỗi ngày chúc phúc còn chuyện họ hồi đầu hay không ta chẳng cần quan tâm chính mình phải mau chóng quay đầu là quan trọng nhất lo cho người khác mà không lo cho chính mình chẳng những người khác không thể quay đầu mà chính mình cũng tiếp tục luân lạc như vậy thật là đáng tiếc đối với mình mà nói thì tất cả đều tùy duyên sao cũng được không chấp trước không phân biệt buông bỏ vạn duyên nhất tâm niệm phật đối xử với người nên dùng tâm từ bi từ bi tùy duyên mà không phan duyên làm việc thiện tuyệt đối không cầu hồi báo y phục ăn mặc nơi ở trong cuộc sống hàng ngày này cố gắng đơn giản càng đơn giản càng tốt Vì sao? Vì tâm thanh tịnh Không vì những việc này mà lo lắng Chỉ cần nắm bắt câu A-di-đà Phật Giọng niệm có nhiều Thì làm thế nào Đọc kinh Chuyên chú đọc kinh Giọng niệm tự nhiên ít lại thời gian lâu dài vọng niệm tự nhiên không còn công phu của tôi là tập trung vào việc đọc kinh vì sao vì không đọc kinh thì sẽ vọng niệm vọng tưởng này nối tiếp vọng tưởng kia đây là tập khí đây là khuyết điểm đây là khuyết điểm rất nghiêm trọng là căn bản của luân hồi lục đạo giọng tưởng dừng lại thì ta mới có năng lực vượt ra ngoài lục đạo giọng tưởng không chế phục được thì rất khó đây là chỗ chúng ta thật sự cần phải tu tập không thể không biết tất cả ân oán trên thế gian này phải buông bỏ hết người có ân cũng như người có oán cừu với chúng ta đều phải đối xử bình đẳng hàng ngày đem công đức tu học hồi hướng cho họ cầu tam bảo gia hộ giúp họ sớm ngày được giác ngộ sớm ngày được hồi đầu chúng ta có tâm nguyện này thì sẽ viên mãn không nên nôn nóng không nên thấy sao lại vẫn chưa hồi đầu đem ý niệm này để trong tâm chúng ta là không tốt như vậy công phu tu tập của chúng ta sẽ bị phá hoại chúng ta mỗi ngày cầu nguyện mỗi ngày chúc phúc còn chuyện họ hồi đầu hay không ta chẳng cần quan tâm chính mình phải mau chóng quay đầu là quan trọng nhất lo cho người khác mà không lo cho chính mình chẳng những người khác không thể quay đầu mà chính mình cũng tiếp tục luân lạc như vậy thật là đáng tiếc Đây là những lời ngẫu Ích Đại Sư nói trong yếu giải à Tính, nguyện Hạnh Là ba điều kiện tu học của tỉnh Độ Tông Thật tin Thật phát nguyện và thật sự hành Chân tính thiết nguyện là nhìn từ góc độ nào Xem họ có thực sự thực hành hay không Thực sự thực hành thì có Còn không thực sự thực hành thì họ không có Tính và nguyện đều thực hành trên hạnh Không có hạnh Thì tính nguyện không phải thật mà là giả nên thật sự tin vào tịnh độ không phải dễ ai là người thật sự tin Người xưa có câu nói Duy thượng trí dự hạ ngu bất dịch Đây là nói về thật tin Phật thượng thượng căn Một lần nghe ngàn lần ngộ Họ có thể làm được Bậc hạ hạ căng Chúng ta thường nói ngu si cái gì cũng không hiểu, nhưng khuyên họ niệm câu A Di Đà Phật, họ sẽ chân thật ôm trọn câu A Di Đà Phật này suốt đời không thay đổi. Đến lúc lâm chung, giảng sanh điềm lành hiện ra. Họ đã thành công. Vì sao? Vì họ thật sự tin. Trong đó cũng bao hàm cả phần tưởng tri thức Còn người căn tánh bậc trung Tức thượng không thượng Mà hạ cũng không hạ Chư Phật Bồ Tát Đối với những người này Thật là từ bi đến cực điểm Đức Thế Tôn suốt 49 năm giảng kinh giáo hóa Chính là vì hạng người này bao gồm cả hãng người như chúng ta bậc thượng thượng căn sớm đã thành phật như lục tổ huệ năng là bậc thượng thượng căn chỉ cần dạy ngày một lần một hai tiếng là đủ vấn đề đã giải quyết xong ngài là chân tín nguyện hạnh nên ngài mới có thể chứng ngộ mới có thể kiến tánh một bà lão phải mất thời gian mấy năm hoặc thời gian mấy mươi năm bà ấy đã thành công là nhờ sự kiên định không thay đổi phiền nhất là tự cho mình thông minh lưỡng lự lừng chừng ta nói không tin họ lại tin ta nói tin họ lại không thật sự tin chẳng thể nói họ không có nguyện họ rất muốn đến thế giới cực lạc nhưng không chịu niệm Phật. Giọng niệm quá nhiều. Suốt ngày để ý đến những giọng niệm này. Mà lãng quên niệm Phật. Quan hệ của những người này với tịnh độ Đời đời kiếp kiếp Chỉ trồng được một chút thiện căn Trong A Lại Gia mà thôi Đến kiếp nào đó Thiện căn sâu dày Sinh ra sức mạnh Liền khởi tác dụng Nếu thiện căn không thắng được phiền não Thì nó sẽ không khởi tác dụng Phiền não khởi tác dụng Thiện căn không khởi tác dụng Thì chẳng thể thành tựu Di đà danh hiệu bất khả tư nghị Thật là không thể nghĩ bàn Nhưng người biết được điều này quá ít Người nhận thức được bốn chữ A-di-đà Phật này là bảo bối Họ chịu buông lơi chăng tuyệt đối không chịu buông trước khi hoàng niệm tổ giảng sanh nửa năm quý vị xem Ông đã giữ chặt lấy danh hiệu Phật A-di-đà Một ngày niệm 40 dạng câu Ông nói với tôi Ông tính số lần niệm Phật Một ngày niệm 40 dạng biến suốt nửa năm như vậy ông đã giảng sanh đến thế giới cực lạc ông biết danh hiệu này là bảo quý biết danh hiệu này là không thể nghĩ bàn vì dần đến trạm kiểm soát cần những điều kiện nào không phù hợp điều kiện thì không thể đến điều kiện quan trọng đầu tiên là tâm tịnh tức cõi phật tịnh tâm chúng ta có thành tịnh không tâm không thành tịnh thì không thể vào đó niệm phật cũng không được đạo lý này phải hiểu một ngày dù niệm người giảng câu phật hiệu mà tâm không thanh tịnh thì cũng không được Tâm thanh tịnh chiêu cảm nên cõi thanh tịnh Cõi đồng cư của thế giới cực lạc Là tâm thanh tịnh của Phật A-di-đà biến hiện ra Chúng sanh trong cõi đồng cư của mười phương thế giới Tâm thanh tịnh tương ưng với nó Tương ưng với tâm Phật Dùng tâm thanh tịnh để niệm Phật A-di-đà Tâm thanh tịnh từ đâu mà có Buồn bỏ phân biệt chấp trước Liền được thanh tịnh Đối với tất cả Pháp Trong thế xuất thế gian Không còn chấp trước nữa buông bỏ hết Thường tưởng đến tất cả Pháp Từ tâm tưởng sanh nên tưởng rất quan trọng Tưởng nghĩ điều gì Nghĩ đến Phật A-di-đà hôm nay đến đón tôi Tôi phải làm sao Có phải là nên nghĩ Những thứ lưu luyến này Những cái vướng bận đó Nếu muốn quan tâm thế gian này nên cái này cũng không buông được cái kia cũng bỏ không xong vì vậy thì phật a di đà sẽ đi thôi không lý đến chúng ta nữa vì chúng ta vướng bận quá nhiều việc phải có tâm trạng như thế nào cái gì cũng không cần nữa đến thân thể cũng không cần phật a di đà sẽ dẫn quý vị đi ngay hàng ngày đều quán tưởng như vậy Đây là bí quyết giảng sanh thế giới Tây Phương cực lạc Buông bỏ hết tất cả Phải như thế nào? Phải xem thế giới này như khách sạn thiết bị trong khách sạn này không tệ ở trong đó rất thoải mái nhưng nói đi là đi những thứ trong khách sạn đều không phải là của ta không thể mang theo một cái gì thế gian này chính là quán trọ trong quán trọ này tất cả những thiết kế ở đây đều có thể hưởng thụ hết nhưng không phải của ta nên ta không mang theo được chúng ta dùng thái độ như thế ở nơi thế gian này thì tâm địa tự nhiên sẽ thanh tịnh không phải của ta đến thân thể cũng không phải của ta vậy cái gì là của ta phật a di đà là của ta nghĩ được như vậy thì tốt rồi chỉ có phật a di đà mới mang theo được phật a di đà ở đâu ở thế giới tây phương cực lạc trong tâm chỉ có phật a di đà mà không đến thế giới cực lạc thì ta đi đâu người niệm phật thường phải có ý niệm đúng đắn nhà của ta là ở tây phương phật di đà là người thân nhất của tôi cần phải trở về thăm phật a di đà giống như cha mẹ vậy chư đại bồ tát là huynh đệ đây mới là những điều cổ nhân nói lá rụng về cội cội nguồn ở tây phương cội nguồn ở thế giới cực lạc lá rụng về cội chính là trở về thế giới tây phương cực lạc Lục đạo và mười pháp giới Đều là chỗ chỉ đến tham quan du lịch Ý niệm không được sai lạc Dưới đây vẫn là lời trong yếu giải Thử tác thập phương Phật độ sở vô Đây là nói cõi đồng cư của cực lạc trong quốc độ của mười phương chư Phật không có Cực lạc đồng cư độc thiện Nói cách khác Chỉ có Tây Phương cực lạc Cõi đồng cư của nó là tịnh độ cõi đồng cư của chư phật như lai trong mười phương thế giới là ế độ, phương thị cực lạc tịnh độ tông chỉ. Chúng ta gọi thế giới tây phương cực lạc là tịnh độ, chủ yếu chính là nói cõi phàm thánh đồng cư thành tịnh bậc nhất. Cũng chính là nói Phật A-di-đà yêu cầu Là con người tâm địa thanh tịnh Sanh ra tịnh độ Tâm tịnh thì cõi Phật tịnh Phạm sanh đến thế giới Tây Phương cực lạc Đều có nhân duyên với Phật A-di-đà Đến được thế giới cực lạc Thì tâm địa sẽ thanh tịnh Chúng ta hiểu được đạo lý này Biết được chân tướng sự thật này Nên phải đặc biệt chú ý đến tâm thanh tịnh Tâm thanh tịnh Chính là buông bỏ vạn duyên Buông bỏ phân biệt chấp trước Nó quan trọng hơn bất cứ điều gì Còn một điều nữa Có thể làm chứng cho chúng ta Khi ta giảng sanh Cũng là tâm thanh tịnh Niệm Phật Người niệm Phật rất nhiều Nhưng người giảng sanh không nhiều Vì sao? Vì hàng ngày niệm Phật Nhưng tâm không thanh tịnh Nên không thể giảng sanh Niệm Phật đến tâm thanh tịnh Thanh Tịnh là thật sự buông bỏ. Tôi niệm Phật, tôi đã buông bỏ hết những chuyện thế gian, nhưng chưa buông bỏ Phật pháp. Có thể giảng sanh chăng? Có thể giảng sanh Giảng sanh đến thế giới cực lạc Chỉ có thể nhìn thấy bổn độ Còn phương tiện độ Thật báo độ không nhìn thấy Vì sao? Vì chưa buông bỏ Phật Pháp Tất cả Pháp trong thế xuất thế gian Đều phải buông bỏ hoàn toàn Quý vị xem tấm thương của Liên Trì Đại Sư ngài là người rất giỏi là bậc tôn sư lỗi lạc thông tông thông giáo hiển mật viên dung nhưng đến khi về già chỉ có một bộ kinh a di đà một câu a di đà phật ngoài ra ngài buông bỏ hết chúng ta biết nếu ngài sanh đến cõi phạm thánh đồng cư có thể nhìn thấy cõi tịch quan có thể nhìn thấy cõi thật báo vì sao vì tâm của ngài thanh tịnh hơn so với tâm ở trước công phu thấp nhất trong nhà phật thường nói là oán thân bình đẳng đây là công phu sơ khởi niệm phật nhưng người đắc tội với mình vẫn có tâm oán hận người tốt với mình vẫn còn thân tình thì không thể giảng sanh được là việc tốt nhưng vẫn phải bị luân hồi trong luân hồi đại khái là cõi trời hoặc cõi người sẽ không đọa tam ác đạo vì tâm báo ân báo oán chưa buông bỏ ân cần báo chăng cần báo còn oán thì sao oán không cần báo báo ân nên dùng tâm thanh tịnh để báo ân không nên dùng tình chấp Nếu có tình chấp Không thể giảng sanh Có tình chấp trên một nửa thì sao? Hơn một nửa Đa số đầu thai đến nhà họ Lại biến thành con cháu của họ Đến đầu thai Vì báo ơn mà đến Tự nhiên là thiếu tưởng hiền tôn Không cần người dạy Đứa trẻ này cũng rất tốt họ có ân nên đến báo ân nếu như đến báo oán thì đứa trẻ này sẽ phản nghịch không nghe lời sau khi lớn lên nhất định làm cho nhà tan cửa nát nguyên nhân đến không giống nhau còn có trường hợp đòi nợ trả nợ nữa bây giờ chúng ta nghĩ người trong xã hội hiện nay đối với việc bố thí chúng sanh là ân huệ nhiều hay là oán hại nhiều tự tư tự lợi tổn người lợi mình thì ân huệ không có nói cách khác toàn là ác nhân ác duyên như vậy thì phiền phức rất lớn nên thế giới biến thành như vậy địa cầu biến thành như vậy chúng ta biết vì sao như vậy rồi đơn giản chính là bộ kinh vô lượng thọ này nên đọc cho tốt bộ kinh này huệ nhãn chúng ta sẽ khai có thể hiểu được một người một gia đình một xã hội và các loại biến hóa của địa cầu này đều có nhân duyên quả chúng ta đều có thể nhìn thấy một cách rõ ràng minh bạch đã thấy rõ ràng minh bạch chúng ta sẽ lựa chọn cho mình một con đường chọn một phương hướng chọn một mục tiêu đời này nhất định có thành tựu giảng sanh đến thế giới cực lạc để làm phật Nên điều kiện cơ bản của nó Là tính, nguyện, hạnh Ba điều kiện này Không thể thiếu thiện căn phước đức, nhân duyên Mà được sanh về nước này Thiện căn phước đức, nhân duyên Phải đầy đủ ba điều kiện này Thiện căn là tính giải Phước đức là hành nguyện Thiện căn phước đức quan trọng Nhưng quan trọng nhất là tâm thanh tịnh Tâm không thanh tịnh Thiện căn phước đức cũng không thể giảng sanh Tâm tịnh thì cõi Phật tịnh đây là nguyên nhân thật sự của tịnh độ Thiện căn phước đức phải tu như thế nào? Chính là niệm Phật Niệm Phật là thiện căn Niệm Phật cũng là phước đức Một câu A-di-đà Phật là đầy đủ tất cả Đầy đủ tính, nguyện, hạnh Đầy đủ thiện căn phước đức, nhân duyên Công đức của danh hiệu này thật sự không thể nghĩ bàn.